Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức Showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Truy tìm đôi nam nữ sang chảnh vào nhà hàng ăn uống lo xay được quýt 1,2 triệu đồng. Đôi nam nữ có vẻ ngoài sang chảnh có gia đình của mình bị tố ăn uống lo xay được quýt 1,2 triệu đồng khiến nhân viên lãnh đủ. Cách đây ít giờ, mạng xã hội đã xôn xao trước bài viết bức xúc tố một gia đình gồm có 5 người ăn quýt 1,2 triệu đồng tại một nhà hàng khiến nhân viên cong lưng trả thầy. Cụ thể vào ngày 20 tháng 6, vì rơi vào cuối tuần lên nhà hàng trên có rất nhiều thực khách đến. Trong đó có gia đình gồm 5 thành viên gồm một bác trai, một bác gái, một cháu nhỏ và một cặp đôi vợ chồng trẻ. Sau khi gọi món và được phục vụ lo xay thì gia đình trên bất ngờ lặng lẽ bỏ đi và để lại hóa đơn 1,2 triệu đồng. Vì xuất hiện với vẻ ngoài sang trọng, có học thức nên tin tưởng gia đình trên sẽ sớm quay lại trả. Tuy nhiên sau hơn 5 ngày chờ đợi, gia đình trên vẫn biệt vô tâm tín, không có dấu hiệu thanh toán. Kết quả nhân viên trực bàn hôm đó phải lãnh đủ 1,2 triệu đồng. Số tiền này được biết bằng cả một tuần làm việc siêng năng của một nhân viên phục vụ. Vì quá bức xúc trước vụ việc nên một đồng nghiệp chung nơi làm đã công khai lên mạng xã hội, hy vọng tìm được danh tính gia đình vô ý thức trên. Chẳng những vào nhà hàng như một thượng đế, nam thanh niên còn vô ý thức gác chân lên ghế. Sau khi câu chuyện được chia sẻ, rất nhiều người đã bày tỏ sự phẫn nộ với gia đình vô ý thức và đồng cảm với nhân viên phục vụ. Ai nấy đều cho rằng đây là hành động có mục đích chứ không phải vô tình quên. Những ý kiến của cộng đồng mạng như sau. Vào khoảng 11 giờ 20 phút đến 12 giờ 4 phút thứ bảy ngày 20 tháng 6 2020 vừa qua, nhà hàng chỗ em làm rất đông khách, trong đó có một gia đình gồm 5 người, gồm một bác trai và một bác gái, hai vợ chồng và một cháu nhỏ sử dụng dịch vụ tại sảnh tầng 2 nhà hàng. Câu chuyện cũng không có gì to tát nhưng em thấy tội cho cô bạn đồng nghiệp phải bỏ tiền mồ hôi công sức của mình ra để trả tiền thay cho nhóm người mà mình không hề quen biết. Qua đây em cũng mong muốn được gửi lời cảm ơn đến những vị khách luôn thấu hiểu, chia sẻ và thông cảm cho những người làm phục vụ như chúng em. Đó là nguyên bài chia sẻ của người phục vụ. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.